Năm ngoái, Arsenal cạnh tranh quyết liệt với Man City trong phần lớn chiến dịch ngoại Anh, nhưng rồi hụt hơi ở giai đoạn cuối và để lỡ chiếc cúp vô địch một cách đầy đáng tiếc. Câu chuyện tương tự có thể lại tái diễn ở mùa giải năm nay, khi đoàn quân trẻ trung giàu tham vọng của Mikel Arteta thi đấu còn ấn tượng hơn so với cách đây một năm, nhưng không còn quyền tự quyết danh hiệu trước vòng đấu hạ màn. Khả năng cao là Arsenal sẽ lại ôm hận trước Man City như cách đây một năm, nhưng nói theo ngôn ngữ bóng đá và cả niềm tin mãnh liệt của thầy trò Arteta, không điều gì là không thể khi bóng còn chưa dừng lăn. Arsenal phải vừa lo đánh bại Everton trên sân nhà Emirates, vừa trông chờ vào điều thần kỳ đủ để khiến cho Man City sẩy chân ở trào lửa Etihad. Những người theo chủ nghĩa duy tâm đang cho rằng Arsenal đứng trước cơ hội cực lớn để có thể trở thành tân vương. Ban tổ chức ngoại Anh đã chuẩn bị sẵn hai bộ cúp vô địch và huy chương đặt ở hai sân Emirates và Etihad. Đồng thời với việc giới chuyên môn vẫn tin vào cơ hội chiến thắng của Arsenal, dù khả năng này khá nhỏ. Với tinh thần này, ban tổ chức sân Emirates đã chuẩn bị sẵn kế hoạch mừng công giả định tại Bắc London. Trên mạng xã hội xuất hiện một video clip cho thấy Arsenal đang khẩn trương tập dược cho buổi trao huy chương. Rất nhiều băng rôn in dòng chữ "Nhà vô địch Premier League" được treo khắp sân. Một sân khấu được trang trí bằng các logo Premier League được dựng lên ở vòng tròn trung tâm sân, và theo đó, một nhóm nhân viên đang tập dược động tác lên nhận huy chương của cầu thủ. Người trao và nhận bắt tay và ôm hôn thắm thiết. Thậm chí, một cuộc diễu hành trên xe buýt mùi trần cũng đã được lên kế hoạch diễn ra trên đường phố Islington vào sáng 20 tháng 5 nếu Arsenal đăng quang. Chiếc cúp vô địch Premier League được đặt ở bệ trung tâm sân khấu. Một thợ điêu khắc chuyên nghiệp đã có mặt tại sân Emirates, tương tự là một người tại sân Etihad, để chờ đợi khắc tên nhà vô địch liên cúp. Trong khi một bộ 40 tấm huy chương đã được đưa đến mỗi sân theo quy định. Tất cả đều theo quy định, trừ việc giám đốc điều hành ngoại Anh Richard Master lên kế hoạch dự khán tại sân Emirates thay vì bay đến thành Manchester. Thông thường, ông trưởng ban tổ chức giải sẽ tự tay trao cúp cho nhà vô địch. Trao cho ai thì đội ngũ chuyên môn phải tính toán. Richard Master luôn dự khán và trao cúp cho Man City ở hai lần đội bóng này lên ngôi vô địch với vỏn vẹn một điểm nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đó là Liverpool ở hai mùa giải 2018-2019 và 2021-2022. Vì ông Richard Master chọn đi xem trận đấu của Arsenal khiến dư luận tò mò. Phải chăng nhà điều hành nổi tiếng này đã biết trước kết quả và danh tính nhà vô địch? Trong bối cảnh đã hoàn thành chỉ tiêu chủ hạng và chắc chắn về đích trong 10 hạng đầu, West Ham chẳng có lý do gì can dự vào cuộc chiến giữa Man City và Arsenal. Chưa kể, họ cũng chẳng phải là đồng minh của pháo thủ để sẵn sàng đá vì láng giềng. Không còn động lực thi đấu, huấn luyện viên trưởng David Moyes cũng sắp ra đi. Thế nhưng chẳng ai có thể khẳng định West Ham không cố gắng tạo bất ngờ. Khả năng mất điểm, hòa hoặc thua của Man City trước West Ham rất khó xảy ra khi quyết tâm của thầy trò Pep Guardiola được kích hoạt ở mức cao nhất. Man City chưa từng thất bại dưới tay West Ham sau 20 lần chạm trán trong vòng 8 năm qua với 17 chiến thắng và 3 hòa. Tuy vậy, trong quá khứ, có nhiều trường hợp một ứng viên mất ngôi vô địch từ một đối thủ không có động lực ở vòng cuối. Các kịch bản về đoạn kết ở ngoại Anh mùa này được phác thảo như sau. Man City thắng. Nếu thắng West Ham, Man City sẽ ăn mừng chiếc vô địch thứ tư liên tiếp, kỷ lục ở ngoại Anh mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu của Arsenal. Arsenal thua. Nếu thua Everton, Arsenal sẽ đoạt ngôi Á quân ngoại Anh mùa giải thứ hai liên tiếp, bất chấp kết quả trận đấu giữa Man City và West Ham ra sao. Man City hòa, Arsenal thắng. Khi đó Man City và Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với cùng 89 điểm. Với việc đang có lợi thế về chỉ số phụ ưu tiên là hiệu số bàn thắng bại, dương 61 so với dương 60 sau 37 vòng đấu, Arsenal trong trường hợp này sẽ trở thành đội vô địch ngoại Anh sau 20 năm chờ đợi. Man City hòa và Arsenal hòa. Kịch bản này sẽ khiến cho khoảng cách 2 điểm giữa Man City và Arsenal không thay đổi, đồng nghĩa với việc đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục nâng cao chiếc cúp ngoại Anh. Man City thua và Arsenal thắng. Nếu Man City thua West Ham, cơ hội mở ra cho Arsenal. Khi đó, chiến thắng trước Everton sẽ giúp pháo thủ có được 89 điểm và đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ đăng quang với một điểm nhiều hơn so với Man City. Man City thua và Arsenal hòa. Nếu kịch bản này xảy ra, Arsenal vẫn sẽ về nhì ở ngoại Anh với một điểm ít hơn Man City, 87 so với 88, và phải chứng kiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola ăn mừng chức vô địch. Trước vòng đấu cuối cùng này, trang web chính thức của Premier League cũng tổ chức cuộc thăm dò để người hâm mộ thế giới dự đoán đội sẽ vô địch. Trang chủ của Premier League viết: những ngày cuối cùng của Premier League thường đầy kịch tính nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, với việc Arsenal cần đánh bại Everton và hy vọng West Ham tránh thất bại trước Man City, chúng tôi muốn bạn biết nghĩ ai sẽ là nhà vô địch. Hãy bình chọn và xem có bao nhiêu người nghĩ Arsenal có thể làm được điều đó. Tính đến 10 giờ ngày 19 tháng 5, cuộc thăm dò của Premier League đã có 6.804 người tham gia bình chọn. Với kết quả,
64% chọn Manchester City, 36% chọn Arsenal. Kết quả thống kê của tổ chức chuyên cung cấp dữ liệu bóng đá Opta cũng cho kết quả hoàn toàn nghiêng hẳn với Man City khi dự đoán đội này có 84% cơ hội vô địch và Arsenal sẽ chỉ có 16% cơ hội. Siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng đặt cược cho Manchester City khi tuyên bố hùng hồn rằng họ sẽ không thể vô địch giải đấu. Huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tràn đầy niềm tin vào một kết quả có lợi cho Arsenal ở trận đấu hạ màn. Chia sẻ trước cuộc so tài với Everton, Arteta nói: "Huấn luyện viên David Moyes của West Ham là người quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Nếu ông ấy có thể giúp tôi hoàn thành ước nguyện vô địch Premier League, đó sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên với tôi." Thuyền trưởng người Tây Ban Nha cũng cảnh báo Man City về West Ham. Arteta nhận xét: "Thật sự rất khó để đánh bại bất cứ đối thủ nào ở Premier League. Khi bị đặt vào thế buộc phải thắng, mọi thứ còn khó khăn hơn rất nhiều. Tất nhiên, tôi biết mình không thể kiểm soát được kết quả trận đấu giữa Man City với West Ham. Chúng tôi đều biết rằng Man City ở gần chức vô địch hơn, nhưng họ cũng sẽ phải chạm trán với một đối thủ thực sự khó chịu. Mùa này, Arsenal cũng gặp rất nhiều khó khăn trước West Ham và ở những mùa giải gần đây nhất cũng vậy. Tôi hy vọng rằng West Ham có thể giúp Arsenal hoàn thành giấc mơ. Tất nhiên, Arsenal cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Everton là đối thủ khó chịu và chúng tôi cần phải chứng minh rằng mình tốt hơn, qua đó giành chiến thắng. Cả đội sẽ mong chờ những gì tốt đẹp nhất từ chính Arsenal cũng như từ West Ham. Đây sẽ là một trong những tuần quan trọng nhất với chúng tôi. Tôi rất háo hức và không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi tin tưởng vào những gì tốt đẹp sẽ tới sau trận đấu hạ màn." Tuy nhiên, Pep Guardiola đang chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu khó khăn với West Ham. Trận đấu cuối cùng của David Moyes trong tư cách huấn luyện viên câu lạc bộ này. Để làm nên lịch sử, huấn luyện viên Man City khẳng định ông sẽ nhắc nhở các cầu thủ rằng họ phải tự mình hoàn thành công việc và không nên trông chờ vào việc Everton có thể cầm chân Arsenal. "Nếu bạn nghĩ rằng Everton làm được điều gì đó cho Arsenal vào ngày mai, hãy quên điều đó đi. Các cầu thủ của Man City cần biết rằng họ phải thắng, nếu không Arsenal sẽ vô địch Premier League." Pep nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. Vì chiến lược gia người Tây Ban Nha dự đoán sẽ là một trận đấu căng thẳng kéo dài 90 phút vào cuối tuần này. Năm 2022, Man City đã giành được danh hiệu ngay trên sân nhà, nhưng là nhờ màn lội ngược dòng kịch tính trong hiệp 2 cho Aston Villa, biến tỷ số từ 0-2 thành chiến thắng 3-2. "Tôi đã sẵn sàng cho một trận đấu khó khăn. Tôi muốn nhắc nhở các cầu thủ rằng hãy nhìn cách Tottenham chiến đấu trong từng đường bóng vào thứ tư vừa qua. West Ham đã sẵn sàng đánh bại chúng ta. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Aston Villa 2 năm trước. Họ không có mục tiêu gì để thi đấu và chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra." Video của chúng tôi đến đây cũng khép lại. Theo bạn, ai sẽ vô địch Premier League? Hãy để lại ý kiến bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.